Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng ban lành khoa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hoan hỷ quan âm về tại chùa Nhị Nghiệp để có buổi thuyết pháp đến tất cả Phật tử chúng ta. Ban chúng tổ hãy cử chung trong bát nhã cung đón hòa thượng. Do tôi là thầy giảng dạy,
lần đó mà tôi tới chùa gì vậy hôm nay, mặc dù tôi rất có nhiều cái phật sự, nhưng trong cái cuộc chung thế này thì với cái kinh nghiệm của riêng tôi qua những lời thầy thì nhìn về một con người mà con người tu hành thì tôi có một cái cảm xúc riêng, và từ cái kinh nghiệm đó tôi muốn trao đổi với tất cả tăng ni và Phật tử hiện diện ở đây. Nhưng chúng ta biết ở trong Phật giáo thì chúng ta phần lớn là tôn trọng những người đi tu từ nhỏ, ta gọi là ấu niên xuất gia hay là đồng chân nhập đạo. Trong lúc đó chúng ta nhìn ở mặt khác thì lại đôi khi chúng ta xem thường những người mà bán niên hoặc là bán niên, hoặc là trong những cái hoàn cảnh nào đó họ đi tu. Nếu mà ta nhìn như vậy thì cái nhìn đó nó không có chính xác, tại vì Đức Phật dạy chúng ta theo tinh thần Đại Thừa thì tất cả các Đức Phật Như Lai, các vị Đại Bồ Tát khi mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời thì thường Ngài hiện thân ở trong tất cả các loài và các tầng lớp xã hội và các cái hoàn cảnh khác nhau để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên ta nhìn về một con người thì trước nhất chúng ta nhìn về cái thành quả mà họ đã đạt được, họ để lại cho người đời sau. Đó là cái điều mà quan trọng nhất chúng ta phải thấy. Có những người trong thời Đức Phật xuất thân từ giai cấp mà cùng đinh ở mướn làm thuê, nhưng mà họ cũng đắc được thánh quả A-la-hán. Có những người ở ngoại đạo rồi sau này theo Đức Phật cũng đắc đạo. Cho nên cái nhìn về Đại Thừa thì chúng ta nhìn cho thật kỹ để chúng ta thấy cái thành quả của từng người để lại cho cuộc đời này có khác nhau. Dưới cái cách nhìn đó thì tôi nghĩ rằng Thượng tọa Phúc Đại mặc dù bán thế xuất gia không đi tu từ nhỏ giống như tôi, nhưng mà là một con người tôi rất kính trọng. Tôi kính trọng Thượng tọa Phúc Đại cũng như tôi kính trọng ông bố của tôi. Tại vì khi mà ông cụ thân sinh ra tôi thì cùng với mẹ tôi đi trên chùa với cái lòng thành khẩn cầu nguyện và quyết chí tu hành, cho nên được hòa thượng Như Đạo ở trên chùa núi Bà Tây Ninh tặng cho một cuốn kinh Phổ Môn và một cái tượng Bồ Tát Quan Âm mà do chính tay của hòa thượng vẽ bằng mực tàu. Nhưng mà ông cụ thân sinh của tôi ấy, nhìn thấy cái tượng này và xem cái cuốn kinh Phổ Môn này là một báu vật mà trên đời không có cái gì quý hơn nữa, cho nên ông cụ tôi trân trọng và đem về đúng theo lời dạy của Hòa Thượng Như Đạo mà lập một cái bàn thờ ngay giữa nhà. Bàn thờ Gia Tiên thì lúc bây giờ lại thuộc lại phía sau, với cái lòng tôn kính như vậy. Và mỗi ngày
ông cụ tôi thọ trì cái cuối thành phố này, và sau này nó sanh ra tôi đi tu được. Cho nên tôi nghĩ rằng thương tội Phật đại, cái tấm lòng tha thiết đối với đạo, cho nên ngài mới dám hiến cái phần đất này và xây lên một cái niệm Phật đường để cho Phật tử trong vùng tới đây tu. Với tấm lòng như thế, cũng giống như ông cụ tôi đem về thờ Phật ngay ở trong cái nhà chính của mình, và để cho bà con chung quanh ta tới đó ta tu tập. Thì như vậy đó là gì? Cái tấm lòng, cái tấm lòng của cái người mà tu hành này, để nó quyết định cái vận mạng của chúng ta. Cho nên ngày nay tôi thấy có nhiều người đi chùa nhiều, tụng kinh cũng nhiều, nghe pháp cũng có, nhưng mà cái kết quả không tốt giống như những người trước. Tại sao vậy? Có lẽ là ta tụng quá nhiều kinh, ta đi quá nhiều chùa rồi, để cái lòng thành chúng ta bị sụt giảm, cái niềm tin chúng ta nó không có cái độ cao giống như là những người trước. Vì vậy đó mà chúng ta không có kết quả tốt, hay là chúng ta nó không đắc đạo được. Đó là bài kinh nghiệm mà tôi muốn nhắc nhở cho tăng ni và Phật tử ở cái tỉnh nhà của chúng ta, và đặc biệt nhất là chùa Nhị Nghiêm. Thì phát xuất từ cái tấm lòng thành này, cho nên thầy Phước Đại không phải là một cái quyết tâm đi tu, mà tôi biết là thầy đi tu trong cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian người ta gọi là trốn dung dịch, đi vô chùa để trốn dung dịch. Thì ở chùa Phước Hậu của chúng ta, cái lúc đó đó chư tăng trẻ rất đông, nhưng mà cái quyết tâm tu hành thì không có mấy người. Nhưng mà cái trốn quân dịch ở trong thời đó thì phải nói là đông. Cho nên cái chùa Ấn Quang của tôi ở trên đó, trong thời kỳ này cũng có đến mấy trăm chư tăng ở trong chùa Ấn Quang. Nhưng mà sau cái ngày giải phóng thì tất cả đều hoàn tục hết, ở đâu về nào. Từ chỗ đó mới biết cái người mà có cái tâm đạo, quyết chí tu hành thì dù khó khăn mấy người ta cũng không có thay đổi. Thì thầy Phước Đại đây cũng thế. Nếu mà trốn quân dịch á, thì khi mà thống nhất đất nước rồi không cần phải trốn nữa đó, thì thôi ở đâu về đó. Nhưng mà lúc đó lại có một cái tấm lòng tha thiết đối với đạo. Đó tại vì thầy nhìn thấy tất cả các huynh đệ đó, tu thì đông, nhưng mà giải phóng xong rồi chùa Phước Hậu trống trơn hết, không còn ai tu hết. Những người trong cái thời kỳ đó là bỏ chùa đi ra hết. Cho nên thấy mọi người nó bỏ chùa và bỏ tu, do đó mà ngài mới hạ quyết tâm để tu. Đó là tôi nói là có cái tấm lòng đối với đạo. Cái tấm lòng cái này điều này là rất là quan trọng. Cho nên từ cái chỗ cái tấm lòng tha thiết đối với đạo này, nó dẫn tới cái cuộc đời tu hành ở bên ngoài thì chúng ta trông nó giản dị, nhưng mà cái đạo lực ở bên trong đó thì cái điều này phải nói là rất quan trọng. Cho nên tôi thấy rất nhiều người do cha mẹ tu hành một cách nghiêm túc mà con cháu dễ trưởng thành trên đường đời cũng như đường đạo. Tại vì những người cộng sản thực sự mà tôi tiếp xúc ở tại thành phố Hồ Chí Minh,
Thì trước đây tôi có quen với một anh bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh, tức là anh Võ Trường Chí. Anh này đi làm cách mạng, nhưng mà anh nói với tôi là nhờ ông bố tu. Thành ra nhờ ông bố tu cho nên trải qua bao nhiêu cái nguy hiểm mà ông chết để sau này về lãnh đạo. Đây là một cái điều rất quan trọng, tức là bố tu mà cái phước để lại cho con cháu. Một cái người thứ hai cũng là cái người bạn mà rất thân với tôi, tức là Hòa Thượng Trường Lạc. Hòa Thượng Trường Lạc trước đây cũng ở Ấn Quang với tôi, cũng là một cái người mà chân tu và quyết tâm tu. Thì trong lúc đó ông có hai người con đi làm cách mạng. Thế nên người con lớn của ông này, thì đi làm cách mạng mà được gửi ra nước ngoài học và đậu tiến sĩ y khoa. Cái người con kế, hai người con thôi, tức là anh Nguyễn Thị Nhân, bây giờ làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Cha mẹ tu, nhưng mà phải tu cho đàng hoàng, phải thật tâm thì con cháu mới được hưởng cái phước. Đây là một cái điều quan trọng. Nên thầy Phước Tiến tu được, học được là sao? Nhờ ông bố biết tu. Tôi cũng học được, tu được nhờ ông bố tôi biết tu. Cho nên đây là cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ tất cả các Phật tử chúng ta ở đây, xuất gia hay là tại gia, phải cái thật lòng này. Tu thật sự thì chắc chắn Phật sẽ gia bị tới. Phật lực gia bị tới, các vị Bồ Tát, vị độ sanh họ hiện trên cuộc đời này, họ sẽ làm quyến thuộc của chúng ta. Từ cái chỗ đó thì chúng ta mới có thể từng bước đi lên được. Cho nên cái việc tu này là rất quan trọng. Khi mà còn tại thế, Hòa Thượng Thiện Hoa, Ngài có than một câu. Ngài bảo là tu thì đông, nhưng mà người tu đúng thì ít, mà cái người có kết quả là ít nữa. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên tôi muốn tất cả mọi người chúng ta đây, ai cũng tu đúng và ai cũng có kết quả. Thì đó là cái mong ước của tôi. Thì bây giờ đây, đối với Thượng Tọa Phước Đại thì tôi nghĩ là cái công hạnh của Ngài đó, Ngài đã tự trang bị cho mình rồi. Thì cái con đường đi lên của Ngài đó thì chắc chắn rồi. Mà cộng với cái lòng kính trọng của chúng ta hôm nay đây, biết rằng trong cái quá trình tu của Ngài nó có những cái kết quả rất lớn, mà cái kết quả đó là trong cái ngày chung thất của Ngài đó. Mặc dù bữa nay là cái ngày đầu ở trong cái chùa nhỏ hẹp như thế này, mà Phật tử chúng ta về rất đông, tăng ni về viếng Ngài rất đông, và để tâm thương tưởng đến Ngài rất lớn. Chắc chắn đó là một cái sức mạnh mà nó sẽ đưa cái giác tinh Ngài về cái thế giới của chư Phật được. Cho nên trong cái lễ này thì tôi muốn nhắc nhở cho tất cả tăng ni Phật tử là chúng ta phải có một cái chuẩn bị thật tốt, và cái quá trình tu này của chúng ta phải đúng, để rồi nè, tới cuối cùng ta cũng được như thầy Phước Đại. Đây là cái điều mà tôi mong. Thì như vậy đó, cái chuẩn bị đúng và tu đúng này là như thế nào? Nên chuẩn bị đúng này đó là cái điều trước tiên đó,
là tôi khuyên tất cả các Phật tử chúng ta nên chọn chọn một cái pháp môn tu của chúng ta. Tức là Đức Phật thì Ngài nói rất nhiều pháp môn để ứng vào trong mọi hoàn cảnh của chúng sanh. Thì bây giờ để ta coi cái pháp môn nào mà nó ứng vào trong hoàn cảnh của ta, thì khi mà chọn rồi đó, ta hạ quyết tâm, ta hạ quyết tâm mà ta thực hành để cho nó đạt tới kết quả. Cho đa số các Phật tử chúng ta nữa, thì pháp môn nào cũng muốn tu hết, ai nói chúng ta cũng nghe hết, pháp môn nào cũng tu và ai nói cái gì chúng ta cũng nghe hết. Thì như vậy đó, suốt đời chắc chắn chúng ta không đạt kết quả. Kinh nghiệm riêng tôi là như vậy. Cho nên tôi có cái nhân duyên với Kinh Pháp Hoa, và tôi chọn cái bộ Kinh Pháp Hoa làm cái pháp môn hành trì của mình. Vì vậy đó, mà từng bước tôi thấy nó có kết quả. Thì bây giờ đó, tôi không phải là nhất thiết là khuyên các vị nên tu Pháp Hoa theo như tôi, nhưng mà chọn một cái pháp nào đó thích hợp với mình, rồi từ đó hạ quyết tâm và làm theo đúng cái pháp đó để chúng ta đạt cái kết quả từng bước đi lên. Thì vấn đề này đó là một cái sự chuẩn bị của chúng ta. Thì trong cái lúc mà chọn rồi thì phải quyết tâm làm cho có kết quả. Thì chọn bây giờ đó, tôi chọn cái Kinh Pháp Hoa để tôi tu, thì tôi tu bằng cách nào đấy, và tôi quyết tâm bằng cách nào đấy, thì đây là cái điều mà riêng tại khi mà chọn Kinh Pháp Hoa và quyết tâm tu theo Kinh Pháp Hoa thì đây là cái này. Nhưng mà quý vị có thể chọn pháp khác, chọn pháp khác thích hợp với mình để tôi nghĩ là pháp nào cũng được, nhưng mà phải có quyết tâm cao. Tại vì tôi có một cái nhân duyên với Kinh Pháp Hoa, cho nên tự nhiên tôi có một cái độ cảm rất sâu sắc về bộ kinh này. Tại sao tôi biết? Tại vì ông cụ tôi tụng Kinh Pháp Hoa mà sanh ra tôi, thì như vậy đó, là cái nhân duyên với tôi và kinh này chắc có rồi. Hay nói một cách nào khác đó, khi mà tôi nghe ông cụ tôi tụng kinh rồi tôi tới đây, tôi sanh vô trong nhà này để làm nguyện thuộc. Cho nên cái nhân duyên là từ có lẽ là thầy Cứu Tiến đây cũng sanh vô giống như tôi vậy thôi. Nghe ông bố tụng kinh rồi nên mình tới, mình nghe kinh rồi mình sanh ra mình làm nguyện thuộc. Cho nên cái nhân duyên với ta là từ. Thì như vậy đó, là khi mà trong gia đình chúng ta có cái người mà tu cái pháp môn đó thì phần nhiều ta tới ta nghe kinh mà ta làm quyến thuộc trong gia đình đó, ta sanh ra. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta bây giờ chúng ta có cái chuẩn bị tinh thần đó. Ta thường hay nghe kinh, ta thường hay lại Phật, ta thường hay đi chùa để chi vậy, để quân tập vào trong cái là giải thức chúng ta vào trong cái tiềm thức này. Rồi đó, đến cái khi mà chúng ta chết rồi đó, thì bây giờ cái thần thức chúng ta đâu? Bình thường này đó là chúng ta quen, bình thường này chúng ta quen đi chùa, cho nên khi chết rồi đó thì thường thường cái thần thức chúng ta lại cũng tìm chùa mà tới. Nghe chỗ nào có tiếng chuông, tiếng mõ, nghe chỗ nào có tiếng kinh, tiếng kệ thì chúng ta tự tìm tới. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nó trở thành cái thói quen. Tôi thì sanh ra ở trên Củ Chi. Cái vùng này là vùng đất cách mạng. Và trong cái thời niên thiếu của tôi, trước khi tôi đi tu, thì cái vùng này khủng khiếp. Nhưng mà tại vì cái khủng khiếp này, nó cũng có một cái gắn bó với cái tốt nghiệp đời trước của tôi. Thế nên đời trước tôi có cái mà dính điếu tới cái vấn đề chiến tranh, cái vấn đề cách mạng. Cho nên tôi chọn con đường này, chọn con đường theo cách mạng. Cho nên từ hồi còn nhỏ xíu này, mà cũng thích đi biểu tình, làm những cái chuyện
đó là cái việc mà của tôi từ nhỏ. Rồi trong cái lúc đó đó sao nó quân tập vào trong tiềm thức tôi, trong cái giấc ngủ giấc mơ nữa, thì tôi cứ thấy à, mình đi làm giao liên, mình đi làm chuyện này, mình bị mật thám theo bắt, sợ vô cùng, trong giấc mơ sợ lắm. Cho nên này, trong tiềm thức, tại nên chúng ta quân tập cái việc này vào trong lòng chúng ta nhiều, thì khi mà chúng ta ngủ mơ chúng ta thấy, thì khi chúng ta chết thì chúng ta cũng sẽ đi vào chỗ này. Tại hàng ngày chúng ta làm cái gì thì cái đó đưa vào trong tiềm thức chúng ta. Cho nên trong những năm đầu tôi đi tu nữa, thì tôi cứ nằm mơ thấy mình đi về nhà, thấy mình đi về thăm nhà, mình thấy bị tay đuổi, mình thấy nó rượt nó bắn mình. Nhưng mà ở chùa rồi lại Phật sám hối tu hành được một khoảng thời gian, cái này biến mất trong tiềm thức. Nó biến mất ở trong tiềm thức rồi nữa, thì lúc bây giờ sao? Trong giấc mơ tôi nữa mới bắt đầu thấy Phật. Trong giấc mơ thấy Phật, thấy Bồ Tát Quan Âm, và thấy mình đi làm Phật sự, thấy Thăng Tòa Thuyết Pháp. Lúc đó tôi chưa làm Pháp Sư. Cho nên nhìn thấy Hòa Thượng Thiện Hoa Thuyết Pháp thì tôi lại thích cái này. Tại trong túc nghiệp mình có, trong tiềm thức mình có, cho nên thích cái này, để tâm về cái vấn đề này. Từ cái chỗ đó mà quân tập vào trong tiềm thức, cho nên ở trong giấc mơ nữa là tôi cứ thường thấy như vậy. Tôi thấy đi thuyết pháp, thấy giảng kinh, thấy tụng niệm lễ bái, thấy tất cả cái an lành. Cho nên là tất cả các Phật tử của chúng ta đây này, mới ban đầu mà ai thật tâm tu rồi nữa, thì nếu mà nằm mơ nữa, nằm mơ mình thấy được Phật, mình thấy được Bồ Tát, mình thấy được chúng hội đạo tràng. Tới đây nghe pháp xong rồi nữa, quân tập được vào trong tâm. Thì bây giờ nữa, tối mình ngủ nằm mơ thấy tới chùa Nghiền Nhị Mỹ mà nghe pháp, là trong cái thế giới tâm linh mình bắt đầu có nhen nhóm rồi. Nên từ đó đó mà mình thấy Phật trong giấc mơ. Từ cái thấy Phật trong giấc mơ mà mình nỗ lực, mình tinh tấn, mình tu thêm nữa. Tu thêm bằng cách nào? Tại mình thấy Phật trong giấc mơ, cho nên hàng ngày cái tâm mình thường nghĩ tới Phật. Tâm mình nghĩ tới Phật và mình luôn tụng kinh. Tôi thì cái kinh Bổn Môn thì lúc nào tôi cũng tụng. Hãy có thì giờ là tụng, tại kinh này kinh ruột rồi. Cho nên lúc bây giờ nó ở trong lòng của mình, lúc nào mình cũng tụng kinh, lúc nào mình cũng niệm Phật. Cho nên mọi cái việc thị phi chung quanh chúng ta nghe, đây là cái điều quan trọng nhất mà các Phật tử thực. Tôi thấy một số người tu cũng có kết quả nữa, là phạm phải cái tội phá pháp, cho nên gia đình tan nát, con cháu hư hỏng, rồi đổ lỗi nó tại vì đi chùa đó, đi chùa tu rồi đó. Cho nên nói như thế, cái này là do mình tu sai. Cho nên hỏi tu làm sao, cũng đi chùa, nhưng mà trong cái lúc người ta thuyết pháp, người ta nghe pháp thế này, mình có nghe không? Hay là mình cãi nhau ở ngoài, mình đem cái chuyện tầm bậy mình nói, để cho phiền não trong lòng mình nổi dậy, và phiền não những người chung quanh nổi dậy thêm. Cái này là nguy hiểm. Thế nên cũng có những người mà họ cũng tới chùa nữa, nhưng mà họ không bao giờ nghe pháp. Đây là cái điều quan trọng. Thì bây giờ họ quân tập cái gì vào trong lòng họ? Những cái chuyện hơn thua phải trái, cái chuyện của thế gian. Thành mình phạm phải cái tội mà vô cùng quan trọng ở đây nữa. Đem cái chuyện đời làm ô nhiễm cho đạo. Cho nên đây gọi là phá pháp tội chướng. Cái tội này, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo là tội còn nặng hơn mà giết cha giết mẹ nữa. Nên là phá pháp. Rồi trong lúc mình làm như vậy rồi nữa,
gia đạo của mình tan nát, con cháu mình hư hỏng. Tất cả những người xung quanh họ nhìn, họ thấy những người này đi chùa, những người này lễ Phật siêng năng như vậy mà gia đạo như vậy, ai dám tu nữa? Thành không ai dám tu nữa. Đây cái trường hợp mà ông cụ tôi tu, bà cụ tôi tu ăn chay một tháng 10 ngày, 6 ngày thôi. Nhưng mà sanh ra tôi thông minh, học giỏi. Thì cái trường hợp này khỏe mạnh. Cho nên bà con chung quanh họ nhìn, họ thấy, họ phát tâm. Họ nói nhờ ông bà tu cho nên mới sanh ra được những đứa con như vậy chứ. Còn những gia đình khác không tu cho nên sanh ra những đứa con phá làng, phá số, làm mất lòng người. Đi tới đâu ai cũng xua đuổi hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ông cụ tôi có được cái phước đó, là làm cho những người chung quanh phát tâm. Tại vì mình tu mà thấy có kết quả. Rồi nữa, có những người ban đầu đó họ nhìn họ nói là thấy ông cụ tôi ăn chay và nói rằng ăn chay rồi không đủ sức khỏe, ăn chay rồi bệnh hoạn. Nhưng mà bà cụ tôi đó ăn chay đó không ăn chay sung sướng như bây giờ mình ăn đâu. Tại tôi nhớ là bà cụ tôi ăn chay là chỉ ăn cơm với muối tiêu, muối đậu thôi, chứ ăn với muối thôi, ăn nhiều đó thôi. Hoặc là ăn thêm một cái gì, trái cà tím, đem nướng để rồi dầm với muối ăn thôi. Nhưng mà cũng khỏe, cũng sống cho đến 93 tuổi mới chết. Thì ăn chay đâu có bệnh hoạn đâu. Ăn chay không bệnh hoạn, ăn chay không chết non. Thành ra trường hợp tôi nên như vậy thì cũng ăn chay được 6 mấy năm rồi. Nhưng mà tôi cũng vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc. Cho nên tất cả những người chung quanh họ nhìn, họ thấy cái gia đình tôi tu, cha mẹ tôi tu, rồi tôi tu được. Cho nên người ta phát tâm, người ta theo người ta tu. Thì như vậy đó, tự nhiên sanh ra công đức. Mình tu cho có kết quả, mình ăn uống đơn giản, nhưng mà mình lại khỏe mạnh, mình lại thông minh. Thì cái trường hợp này đó, người ta thấy tâm chứ tâm. Đó là trên đường. Nó phát xuất từ một cái tấm lòng thành khẩn của mình. Khi mình tới chùa, mình lễ Phật, mình nghe Pháp. Mà khi mình thành khẩn như vậy thì sao? Cái độ cảm của mình với Đức Phật nào, độ cảm của mình với vị Bồ Tát nào, thì Đức Phật đó, vị Bồ Tát đó sẽ phóng quang gia vị tới cho mình. Thế nên độ cảm của mình nó càng cao thì cái trường hợp này, cái sức gia vị của Phật càng lớn, gọi là Phật hộ niệm. Tại cái độ cảm của tôi đối với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát rất là cao, là tại vì ông cụ tôi ngày xưa chuyên tụng Phổ Môn, chuyên tụng. Cho nên tôi có cái độ cảm đối với Bồ Tát Quan Âm rất là cao. Mà từ cái độ cảm Bồ Tát Quan Âm nó cao như vậy nữa, cao đến cái mức mà tôi nhìn tôi thấy ai cũng là Quan Âm hết. Tôi nhìn đâu cũng thấy Bồ Tát Quan Âm. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, dễ có kết quả và vượt qua tất cả những cái tai nạn. Nên tôi nhớ năm 1963 tôi bị cái đoàn công tác đặc biệt của Ngô Đình Cẩn bắt đem về biệt giam, nhốt ở trong cái chỗ đặc biệt. Thì trong lúc đó trong lòng tôi chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thôi, tôi nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thôi. Nhưng mà bây giờ đó, cái người mà chấp pháp tới hỏi cung tôi đó, tôi nhìn cái người này đó, tôi cũng nghĩ là Bồ Tát Quan Âm. Tôi nhìn một cái người mà ai cũng nói người này ác, ai nói người dữ. Tại lúc đó mình theo Phật giáo mà người chấp pháp là người Thiên Chúa giáo mà. Lúc đó Phật giáo, Thiên Chúa giáo gần như nghịch nhau. Nhưng mà tại trong lòng tôi đó, có một cái kính tín Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đó, cái người đối diện trước mặt tôi cũng nghĩ đó là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên đó, trong lòng mình kính trọng họ cũng như mình kính trọng Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái ông này cũng có cái thái độ rất khác đối với tôi. Cái ông chấp pháp này có một thái độ rất khác với tôi. Nói một cách khác đi nữa là ông rất tử tế và ông rất thương. Còn những người khác đó thì sao? Ông đánh mà phải bò thôi chứ đi không được. Thế tôi thấy
là tại những người đó cũng là những người tu nhưng bị mất chánh niệm. Mất chánh niệm là sao? Mặc dù mặc áo tu nhưng mà trong lòng nữa thì buồn phiền, giận hờn, khó chịu. Đấy là cái chuyện quan trọng. Cho nên cái tu hành của chúng ta, cái điều này quan trọng. Dù hoàn cảnh nào tới với chúng ta đi nữa, Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ cho cái nghiệp sanh khởi. Nếu nghiệp sanh khởi ở đâu thì chúng ta phải tận diệt ngay từ chỗ đó. Thì như vậy nó là khéo tu Bồ Tát đạo. Chứ còn trong cái lúc đó mình có một cái ý kỳ thị tôn giáo, nhìn thấy nó đeo cái thánh giá trước ngực đó là mình khó chịu rồi. Mình khó chịu với họ mà biểu họ thương mình thì điều này không có. Tại vì tôi nhìn cái người này mà tôi nhìn ra Bồ Tát Quan Âm được là tại trong lòng tôi nghĩ. Cho nên tự nhiên tôi kính trọng Bồ Tát Quan Âm mà tôi xử sự với một người chấp pháp. Cho nên người chấp pháp này thấy mình hiền lành, mình tu, mình kính trọng họ. Mình kính trọng họ cho nên họ mới thương mình. Cho nên tôi mới nghĩ ra được. Tôi nghĩ ra được lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm ứng hiện vào trong thân của một người chấp pháp. Cho nên chúng ta tụng kinh Phổ Môn chúng ta thấy cái này rất là. Nếu mà cái nhân duyên được một thiên tướng, hiện thiên tướng, thì cái trường hợp đó Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện thiên tướng. Bây giờ nữa, cái nhân duyên, tại vì tôi nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, cho nên cái nhân duyên hiện ra một cái anh công an, một anh chấp pháp, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện vào trong tâm của cái anh công an này, cái anh chấp pháp này, cho nên cái ông chấp pháp này là Bồ Tát Quan Âm đối với tôi trên bước đường tôi. Cái này ta gọi là khéo tu Bồ Tát. Cho nên chúng ta diệt hết tất cả những cái tánh xấu ở trong lòng chúng ta. Mà trong lòng chúng ta nên là chỉ có Phật Bồ Tát thôi. Thế nên chỉ có Phật và Bồ Tát thôi. Thì cái trường hợp này nữa, Phật sẽ tới với ta, Bồ Tát tới với ta. Còn nếu ai mà ta nghĩ tới Thánh Tăng La Hán, thì cái vị Thánh Tăng La Hán cũng sẽ tới với ta. Thế nên ta nhìn một ông thầy tu, ta nhìn một ông thầy tu, dù ông thầy tu đó làm cái gì ta cũng biết, nhưng mà ta nghĩ đó là một ông thầy tu, ta nghĩ đó là một cái ông thánh tăng, thì tự nhiên ông này biến thành thánh tăng. Còn trong cái lúc đó mà ta nghĩ ông này là lợi dụng, cái ông này là giả dối, ông này là cái gì đó, thì lúc bây giờ cái ông thầy tu này biến thành ác ma, ông thầy tu này cũng trở thành những người ác. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, tất cả đều phát xuất từ tâm. Cho nên khéo tu Bồ Tát Đạo đó, là giữ tâm chúng ta cho thật tốt. Từ cái tâm tốt này mà ta nhìn ra cuộc đời. Khi mà ta nhìn được như vậy đó, thì lúc bây giờ tôi có cái cảm giác đó, ai đối với tôi cũng tốt. Tất cả mọi người đối với tôi cũng tốt. Thành ra những người ở trong cái chế độ cũ đối với tôi cũng tốt. Những người ở trong chế độ mới cách mạng đối với tôi cũng tốt. Tất cả ai cũng tốt hết, không có ai xấu với tôi hết. Thì tại sao vậy? Là vì tôi tu theo kinh Pháp Hoa, tôi khéo điều phục cái tâm của mình, điều phục cái tâm mình, không cho cái bực tức nổi dậy, mà lấy cái lòng từ bi của Đức Phật làm cái tâm của mình. Nhìn ai cũng với cái lòng từ bi thì mọi người họ sẽ thương mình, họ quý trọng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử khi chọn một cái pháp tu rồi là ta thực hành cho tới nơi tới chốn, chúng ta sẽ thấy cái. Nếu hãy thực hành tới đâu thì kết quả liền tới đó. Mới ban đầu tôi lại Phật, tôi tụng kinh, thì Phật và kinh chưa thấm vào trong lòng tôi mấy. Thì lúc bây giờ trong cuộc đời tôi nó có lẫn lộn cái tốt, cái xấu, có người tốt và người xấu, có hoàn cảnh tốt và hoàn cảnh xấu, nó luôn pha trộn. Nhưng mà nỗ lực tu từng bước lên thì Phật xuất hiện trong tâm tôi nhiều hơn, Bồ Tát xuất hiện trong tâm tôi nhiều hơn, thì hoàn cảnh bên ngoài nó cũng chuyển đổi theo cái tâm của chúng ta.
Cái điều quan trọng là chỗ đó. Chứ còn nếu mà tất cả các Phật tử, chúng ta tới chùa, ta tụng kinh, ta lại Phật, nhưng mà miệng tụng mà tâm không tụng đó, thế tôi thấy cái này rất là nhiều. Làm sao kết quả được? Cái chính của nó là tâm, chứ không phải là miệng. Tại vì tâm là cái động cơ để thúc đẩy cho cái miệng, và thúc đẩy cho cái tay, cái chân chúng ta, gọi là hành động. Tại tâm là chính, từ cái tâm của chúng ta đó mà nó sẽ ra cái lời nói, cho nên nó sẽ ra cái hành động. Vì vậy đó mà chúng ta nhìn con người, cử chỉ của họ, ta nghe cái giọng nói của họ, ta biết trong lòng của họ tốt hay là xấu, họ nghĩ thế nào. Trong lòng họ có Phật thì lời nói của họ là Phật. Trong lòng của họ thù hận thì họ nói ra nó có một cái gì thù hận bên trong. Trong lòng của họ khổ đau thì họ có một cái loại âm thanh mà chúng ta nghe rồi thì chúng ta muốn khóc theo. Đây, tất cả mọi cái đều phát xuất từ tâm. Cho nên những cái phương tiện mà Đức Phật bày ra để chúng ta tu là điều chỉnh cái tâm. Cho nên trên bước đường tu này, cái quan trọng nhất không phải là phương tiện, mà quan trọng nhất là tâm. Thì sử dụng cái phương tiện nào đó cũng được, nhưng mà làm cho tâm chúng ta tốt. Chứ hãy dùng sai cái phương tiện đó, thì chính cái phương tiện đó làm cho tâm chúng ta xấu. Tại vì trước đây có các Phật tử tới thưa với tôi đó, nó bây giờ nữa là con không bao giờ bố thí nữa thầy. Thầy hỏi tại sao vậy? Thế là bạch thầy, nó giả dối lắm, nó giả dối, nó làm bộ như là chết rồi phải không? Thành ra mình không nỡ, cho nên mình phải giúp mình cho nó, mình cho nó tiền, cho nó tiền ra rồi nữa, nó lại ăn uống nhậu nhẹt sung sướng hơn mình nhiều, tức chết đi phải không? Cho nên cũng làm. Đây là cái điều quan trọng. Tại trên cái bước đường tu người ta, tôi nói đó là tại vì các vị tu nó không đúng với cái pháp của Đức Phật. Thế nên trong cái trường hợp đó đó thì phải điều chỉnh lại. Nó điều chỉnh sao? Tôi nói là phải mời ông Tề Thiên Đại Thánh để mà giúp cho chúng ta đi thỉnh kinh. Phải có ông Tề Thiên Đại Thánh giúp chúng ta đi thỉnh kinh để ông nhìn ra được người giả dối, ông nhìn ra được ma chứ. Để chúng ta không bị mắc lầm, để chúng ta không giận nữa. Cho nên ta nhìn, ta biết à, nó là ma, nó là quỷ, nó là yêu, nó là tinh, ta nhận ra được. Thì chúng ta có một cách xử sự khác. Xử sự với ma khác, với yêu tinh khác, với quỷ khác, với tất cả mọi người. Cho nên vì một con yêu tinh, vì một con yêu tinh mà rồi đó chúng ta bỏ cái bồ đề tâm chúng ta, tất cả những người đáng thương, đáng cứu khác này chúng ta không làm nữa. Đây là điều sai lầm. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, phần nhiều chúng ta rơi. Tại ta lầm một người rồi đó, sau này ta nghĩ tất cả mọi người đều xấu hết. Nên bây giờ đó, các vị nó kính trọng một cái thầy nào đó, rồi cái thầy này nó nửa chừng bỏ hoàn tục, không tu nữa. Từ chỗ đó mà mình hoàn toàn không chấp nhận những người tu hành. Đây là điều sai. Tại cái này mình lầm. Mà mình lầm đó, mình phải biết mình lầm, mình phải biết mình sai, mình phải sửa để là mình đi đúng chứ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà khi ta nhìn người, nhìn vật, ta mở con mắt thứ ba ra để ta nhìn, con mắt của tâm để chúng ta nhìn. Ta nhìn ta thấy thấu ở trong tâm của nó, nó tốt, nó xấu, nó đau khổ thiệt hay là nó giả dối, tất cả chúng ta biết rồi. Thì ta có một cách xử sự mà thích hợp nhất. Nên Đức Phật đó, cái người này á, cần cái sự giúp đỡ để họ tu hành đắc đạo thì chúng ta hết lòng giúp đỡ họ. Nhưng mà cái người này nó để cho họ khổ cực, họ tu đắc đạo thì ta để họ khổ cực. Cái người không đáng giúp đỡ, không nên giúp đỡ mà ta giúp đỡ để cho họ hư hỏng, rồi sau này ta oán trách họ, cái này sai. Thế nên có những người cần giúp đỡ, ta giúp đỡ
thì cái trường hợp này nữa, họ tu được thì đây là công đức chúng ta sẽ làm. Cái này là đúng. Cho nên á, trong cái lúc mà tôi đi học, lúc mà tôi đi học ở nước ngoài, tôi có không ít những cái khó khăn, tôi tự phấn đấu đi lên. Nhưng mà trong cái lúc đó, nếu mà ai đầu tư vô 5 đồng, 10 đồng gì đó để mà làm bớt cái khó khăn cho tôi, để tôi học kết quả nhanh hơn, thì khi tôi có cái kết quả rồi nữa, thì bao nhiêu công đức tôi làm được thì cái người này có phần. Cho nên Đức Phật nói là ta đem ta cúng dường cho một cái vị mà sắp thành Phật, công đức lớn lắm. Tại vì đó, một cái cô gái chăn bò đem dâng cho Đức Phật một bát sữa, uống bát sữa nó xong nữa, ngài ngồi dưới cội cây, ngài đắc đạo, sau này ngài thành Phật, ngài thuyết pháp. Thì bây giờ đó, tất cả những cái công đức mà Đức Phật làm được chia phần cho cái cô bát sữa bò này. Cho nên Đức Phật nói giờ này đó, cổ đã lên trên cung trời đau đợi rồi. Thế nên cúng đúng người, đúng lúc, chỉ một bát sữa thôi, nhưng mà cái công đức vô lượng vô biên. Còn bây giờ nếu mà chúng ta làm sai đó, hết cả tài sản, nhưng mà rồi đó, ta nhìn lại ta thấy không được gì hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên mở con mắt tâm ra mà nhìn. Còn nếu hai ta không có một mắt tâm để ta mở ra nữa, thì ta xin ý kiến và ta mời Tề Thiên Đại Thánh cùng đi với tôi đi thỉnh kinh. Đi thỉnh kinh, đi thỉnh kinh có nghĩa là đi tu đó. Thế nên trên cái bước đường tu đó, lúc nào đó là cũng phải có một ông Tề Thiên Đại Thánh cầm gậy Như Ý đi trước. Cầm gậy Như Ý đi trước đó, thì lúc bây giờ chúng ta yên tâm để chúng ta phán đoán được ác ma. Trên bước đường tu của tôi, tôi thường nghĩ như vậy. Tất cả các vị hộ pháp thiện thần, các vị Bồ Tát, các đều giúp cho mình. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Tại khi tôi tu theo Kinh Pháp Hoa, tôi nghĩ rằng tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, ai cũng thương chúng sanh hết, ai cũng muốn cứu chúng sanh hết, ai muốn giúp chúng sanh hết. Nhưng mà bây giờ nữa, tất cả các vị đâu ai thấy Phật đó. Không ai thấy Phật. Cái điều quan trọng là tại vì Đức Phật ở trong thế giới của Phật. Đức Phật ở trong thế giới của Phật. Phật thì muốn cứu chúng sanh, nhưng mà bây giờ nữa, chúng sanh không thể nào thấy Phật hết. Những người tu theo Kinh Pháp Hoa nhận. Cho nên cái điều quan trọng nhất trong Kinh có một câu là một lòng muốn thấy Phật. Đây trên bước đường tu, người tu Pháp Hoa là một lòng muốn thấy Phật, không tiếc thân mạng. Ta nên hạ quyết tâm mà tìm Phật, hạ quyết tâm tìm Phật. Thì lúc bây giờ từ cái chỗ quyết tâm này nữa, thì chúng ta thấy Phật, ta thấy được Phật. Thì lúc bây giờ nữa, Phật thương chúng sanh, mà chúng sanh không thấy Phật, làm sao Đức Phật độ nó được? Cho nên lúc bây giờ ta thấy được Phật, cho nên Đức Phật truyền lực cho ta, gọi là Phật hộ niệm. Ta nên Phật hộ niệm cho ta chứ. Hộ niệm để làm gì? Để ta thay Phật cứu vớt chúng sanh. Tại Phật muốn chuyện này, mà ta làm đúng cái việc của Phật muốn, ta làm đúng cái việc của Bồ Tát muốn, thì đương nhiên nữa, Phật sẽ hộ niệm chúng ta, trợ lực chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Tại vì đối với tôi thì tôi tin cái điều này rất là vững chắc. Cái này là sự thật. Thế nên đây nữa là quý vị biết, tôi ngày hôm qua, ngày hôm kia là tôi phải đi Quảng Nam, Đà Nẵng dự đại hội ngày đó. Tôi về tới đây đó là tới thành phố Hồ Chí Minh là 10 giờ đêm. Thì đương nhiên với cái sức khỏe của một ông già 70 thì cái trường hợp này khó có thể đi tới đây được. Nhưng mà tôi vẫn đi tới đây được và vẫn thuyết pháp được. Tại sao vậy? Tại vì Phật gia bị tới cho tôi. Phật gia bị tôi, Phật thương tôi mà. Tại vì Phật cũng thương tất cả quý vị. Phật muốn tới đây thuyết pháp cho quý vị, nhưng mà quý vị không nghe. Cho nên Đức Phật nói thôi, ông xuống ông thuyết giùm tôi đi.
thấy cái này phải không? Đức Phật nói thì nó nghe. Cho nên lúc bây giờ tôi nói thì quý vị nghe được, cho nên Đức Phật nói thôi ông Trí Quảng xuống dưới Nhị Mỹ mà thuyết đi, tôi lo cho. Ta nếu có Đức Phật lo rồi nữa thì sức khỏe mình tốt, đầu óc mình tỉnh táo, thông minh, làm được việc. Nhưng mà sáng mai thì Phật còn bổ tôi phải qua bên Cần Thơ, đại hội bên đó nữa. Cho nên làm việc liên tục mà có sức khỏe tốt, tỉnh táo được, là cái này là Phật. Tôi tin ở điều này. Cho nên mười phương chư Phật hộ niệm tới cho ta, cho nên ta có một cái sức khỏe kỳ diệu, chúng ta có một cái thông minh kỳ diệu để chúng ta làm được những việc kỳ diệu. Thì đây là trên chúng ta. Nếu không có cái này thì không làm được, không thế nào mà làm được. Còn ở một số các vị khác mà đi làm từ thiện cũng có kinh nghiệm này. Tại vì Bồ Tát Quan Âm là thương chúng sanh mà muốn đi cứu trợ, phải không? Cứu trợ, mà cứu trợ là phải cứu những cái người mà đáng cứu thiệt à. Cho nên nó đi cứu trợ quan trọng chỗ đó. Những cái người đáng cứu thiệt, những cái chỗ đáng tới thì chúng ta phát tâm chúng ta đi. Khi mà chúng ta phát tâm ta làm đúng thì sao? Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho ta. Khi mà gia bị tới cho ta đó, thì chúng ta cần bao nhiêu tiền của thì chúng ta có bấy nhiêu tiền của để làm. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy cái ban từ thiện của Báo Giác Ngộ do tôi lãnh đạo. Thế một năm như vậy đó, họ có đến cả hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ đồng để họ đi làm từ thiện. Thế tại sao vậy? Là vì Bồ Tát Quan muốn làm chuyện này, nhưng mà không ai thấy Ngài hết, cho nên Ngài mới tạo điều kiện để cho mấy thầy phát tâm mà làm cái việc này. Đây là một cái việc mà quan trọng. Cho nên những người mà làm từ thiện, tôi để ý tôi thấy, một là đi sai tuyến, tức là đi không đúng với cái hướng mà Bồ Tát Quan Âm chỉ. Tại vì mình lòng tham nổi dậy rồi, lúc bây giờ mờ mắt rồi, cho nên thay vì Đức Phật muốn đem cho chỗ này mà mình đem cho chỗ khác, cúp liền. Cái này là sự thật. Cho nên có những người làm lúc rồi thôi không làm được nữa. Tôi nói cái này là sai, tại vì do mình đi sai. Cho nên khi mà chúng ta làm Phật hộ niệm thì giữ cho tâm thanh tịnh để nhận ra được Đức Phật bổ xứ chúng ta, thì cái việc khó ta cũng làm được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây muốn tu cho có kết quả, thì cái trường hợp này thực tập một pháp nào đó cho tới nơi tới chốn có kết quả. Mà cái kết quả đó là gì? Tâm chúng ta thanh tịnh, phiền não và nghiệp chúng ta nhẹ dần, và Phật lực gia bị tới, pháp nào cũng đưa tới cho chúng ta như vậy, thì chắc chắn có kết quả. Thì hôm nay tới đây để dự lễ, tôi có một số những cái suy nghĩ nhỏ nhỏ như vậy. Sau này có gì gặp lại thì sẽ nói nhiều. Chắc có lẽ là phần còn lại thì đây có thể bước tiến thì sẽ triển khai tiếp, các Phật tử tiếp tục mà học để cho nó đạt được kết quả. Hôm nay Hòa Thượng đến đây đúng là Bồ Tát Quan Thế Âm
cảm nhận được câu sanh phụ trung bất nhan, và cái câu cổ nhất là sanh ở biên địa. Đúng là chúng con thiếu phước duyên ở biên địa, cho nên sự đón tiếp hòa thượng mặc dù cố hết sức mình, nhưng đó là phước duyên của nhiều chúng con chắc chừng ấy, cho nên có nhiều vấn đề xin hòa thượng từ bi quan hỷ. Hòa thượng, chúng con để ý suốt một bài pháp từ khi hòa thượng chuẩn bị khởi thân lên pháp tòa cho đến giờ, con học được một điều sâu sắc mà bút suốt cuộc đời này con nghĩ ngoan theo gương hòa thượng, đó là thái độ từ bi bình thản, không thay đổi bất cứ một cử chỉ nào, dù cho bất cứ những gì xảy ra trong suốt quá trình hòa thượng dừng chân hay là trong thời pháp hòa thượng. Điều này chúng con không thể nào làm được như những gì hòa thượng làm, nhưng hòa thượng đã gọi thăm con, hòa thượng đã chỉ cho con một chứng minh của một công hạnh hoàn pháp, của một người mà được Bồ Tát Quan Âm bổ xứ đi khắp ba miền đất nước đã làm nên Phật sự từ xưa đến ngày hôm nay. Kính bạch hòa thượng, con thật sự chỉ biết được hòa thượng từ năm 1998 cho đến nay. Trước kia chúng con chỉ tưởng tượng về hòa thượng qua những tin đồn, qua những lời của trung gian. Nhưng kể từ năm 1998, lần đầu tiên con được học ban của cái khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của ban hoàng pháp các tỉnh thành miền Tây, con mới cảm thấy những gì con tưởng tượng về hòa thượng là con sai lầm hoàn toàn. Con đã từ đó con có một cái cách để ý và học âm thầm theo hòa thượng mà con không bao giờ dám xuất hiện hay là thể hiện trước hòa thượng, mà chúng con chỉ là đi sau lưng hòa thượng, nhìn xa xa hòa thượng, đọc qua sách hòa thượng, nghe băng giảng hòa thượng, mà con nghĩ mình không nghĩ là có một phút duyên để được đến hòa thượng, và đặc biệt là hôm nay con được thỉnh hòa thượng về đến nơi này. Thật ra đây là điều mà con không bao giờ dám tưởng tượng, con cứ tưởng như là cảm ơn. Vậy hôm nay trước sự hiện diện của hòa thượng, con xin thay lời cho toàn thể chư tôn thiện đức tăng ni tại vùng sâu vùng xa này, tại một tự nghĩa mỹ này, và toàn thể đạo tràng pháp quan, xin được xin dâng lên lời thành kính tri ân sâu sắc đến một bậc thầy hoàn pháp mà độ chúng sinh không biết giá đủ. Nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho hòa thượng luôn luôn lúc nào cũng pháp thể kinh an, một bậc thầy sáng, một thạch cụ trụ đồng năm, để mãi mãi chúng con nương tựa tu hành. Trước chúng con xin thể hiện